Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ HUD dành riêng cho xe Mazda 3. HUD viết tắt của từ Head Up Display, bộ hiển thị tốc độ lên kính lái. Bộ này chuyên dùng cho xe Mazda 3. Giờ em sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đấy. Đây là HUD dành cho xe Mazda 3, gắn vào vị trí thay cái màng loa ở trên xe ở góc bên tay phải. Toàn bộ các xe Mazda 3 đều có loa ở hai bên trái và bên phải, thì chúng ta sẽ gắn bộ này vào góc bên trái của bên lái. Đây là HUD. Dây sử dụng dây kết nối qua cổng ODB2. Bộ này có cả chức năng cảnh báo sắt lốp. Thiết bị đi theo, sách hướng dẫn sử dụng. Cậy nhựa. Đấy. Nhà sản xuất đã cho sẵn chúng ta cái bộ cậy nhựa này để chúng ta cậy nhựa và dán phim phản quang. Đây là phim phản quang. Phim phản quang để tăng độ quan sát trong trường hợp thời tiết trời nắng, có thể tăng độ quan sát. Đây là phim phản quang, một bộ tương ứng một phim phản quang, rất tuyệt vời đúng không ạ? Giờ chúng ta sẽ xem cụ thể bộ hiển thị tốc độ HUD này bao gồm những tính năng gì nhá. Đây là bộ hiển thị tốc độ lên kính lái HUD dành cho xe Mazda 3, có những tính năng gì thì chúng ta sẽ cùng xem trên sách hướng dẫn. Đấy. Cách lắp đặt thì chúng ta chỉ cậy bỏ cái màng loa ra là chúng ta có thể lắp được cái bộ này vào. Đấy, các bạn có thể xem thì bộ hiển thị tốc độ HUD Mazda 3 có những chức năng gì. Thứ nhất là mở cửa ra sẽ có cảnh báo mở cửa. Đây, các bạn nhìn biểu tượng có bốn cánh cửa. Trong hợp chúng ta mở một trong bốn cánh này thì sẽ có cảnh báo biểu tượng mở cửa. Thứ hai là hiển thị áp suất lốp. Bạn thấy bốn vạch áp suất lốp. Trong trường hợp áp suất lốp vượt ngoài tiêu chuẩn thì ngay lập tức có cảnh báo. Áp suất lốp này thì dựa vào phanh ABS để lấy ra dữ liệu. Do vậy khi mà áp suất lốp dưới tiêu chuẩn chúng ta đi dưới một phần nhỏ hơn, khi mà áp suất xuống dưới 1/3 thì ngay lập tức sẽ có cảnh báo bằng màu. Hiển thị vòng tua và hiển thị tốc độ, các bạn biết là sẽ có hiển thị vòng tua ký hiệu là RPM hay vòng tua, hay là hiển thị tốc độ điện áp, có thể kiểm tra điện áp. Hai là tình trạng động cơ bất thường. Tình trạng động cơ bất thường. Tiếp theo là không xuống phanh tay mà chúng ta không xuống sẽ có cảnh báo. Cảnh báo nước làm mát quá tiêu chuẩn. Biểu tượng hình cốc cà phê. Cảnh báo tốc độ vượt quá tốc độ. Cảnh báo động cơ. Tiếp theo là nhắc nhở thời gian lái xe. 3 tiếng hoặc 2 tiếng thì ngay lập tức sẽ có tín hiệu báo chú ý lái xe, chú ý dừng. Tiếp theo là tín hiệu xi nhan. Xi nhan trái hoặc xi nhan phải đều có hết. Rất tuyệt vời phải không ạ? Bộ này 100% là cắm jack qua cổng ODB2. Đây là bộ jack kết nối qua cổng ODB2. Các bạn mua về chỉ việc lắp đặt, bên em có hướng dẫn lắp đặt trực tiếp trên YouTube rồi. Chúng ta có thể gõ từ khóa là hướng dẫn lắp đặt HUD Mazda 3, cắm cái này vào và dây này cho vào cổng ODB2 là chúng ta có thể sử dụng bộ này. Còn vị trí loa chúng ta có thể mở loa ở bên tay trái ra để thay bằng cái mặt loa này. Đây là một màng loa bình thường thôi. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và giao hàng toàn quốc. Thông tin đặt hàng quý khách vui lòng truy cập vào website kênh shopauto.vn hoặc bình luận để lại số điện thoại, bên em sẽ liên hệ để tư vấn và giao hàng. Xin cảm ơn.